quan đến vấn nạn đỏ đen, vừa qua Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm triệt xóa một điểm đá gà qua mạng Internet và đánh bài ăn thua bằng tiền, ẩn nấp trong vườn dừa tại ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Ngay sau đó, lực lượng tạm giữ 8 đối tượng có liên quan, thu giữ 2 bộ bài, 9 điện thoại di động, 7 xe mô tô, tiền tại khu vực đánh bạc là 5 triệu 940 ngàn đồng và tiền trên người nhóm đối tượng là 19 triệu 890 ngàn đồng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận việc tụ tập là để đánh bạc và tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Luân, trú địa phương, đứng ra tổ chức.